Kính bạch sư, sư cho con hỏi điều kiện gì và tu thế nào để khi mệnh chung được sinh vào cõi trời sắc giới? Nếu cố gắng kiếp này tu đến chứng tu đà hoàn thì và ly dục thì có lên được cõi trời sắc giới không? Phải bố thí nhiều bao nhiêu hay phải chứng các tầng thiền? Tóm lại là vị này hỏi có hai chuyện. Cái thứ nhất á, là làm sao để mà lên được cái cõi trời sắc giới. Cái thứ hai là bây giờ bố thí có lên được cái cõi trời sắc giới hay không. Rồi, thì đầu tiên á, để lên được cõi trời sắc giới chúng ta phải chứng thiền. Và cái thiền của chúng ta đến khi mệnh chung á, không bị hoại. Tức là khi chết á, mình vẫn an trú vào trong tầng thiền của mình, và như vậy thì mình sẽ sanh về cõi trời, gọi là các cái tầng trời phạm thiên tương ứng sắc giới hoặc vô sắc giới. Cái thứ hai là khi chúng ta chứng quả Anaham, thì khi chúng ta chứng quả Anaham á, dù cho chúng ta chưa chứng thiền thì chúng ta vẫn sanh về cõi các cái cõi tịnh cư, và cõi tịnh cư đó là ở cõi trời sắc giới. Cái thứ ba là quý vị hỏi bố thí cỡ nào thì mới lên được trên đó. Thì như thế này, quý vị phải bố thí cho đến mức là ly tham. Tại vì đặc điểm của vị Anaham á, là không còn dục ái. Thì quý vị phải bố thí cho đến khi nào mà quý vị không còn dục ái thì quý vị mới có cái khả năng là đi về cõi trời sắc giới. Mà bố thí như thế nào là đến tới cái mức là ly tham. Như thế này, có khả năng bố thí toàn bộ tài sản. Có khả năng bố thí mà gọi là trên người mình còn cái món gì là mình cho sạch, cho bằng hết. Cái thứ hai là có khả năng bố thí một gọi là vợ chồng con cái, đó là những cái thân bằng quyến thuộc mà được xem là thân thiết ấy, chúng ta cũng buông được. Sử dụng cái từ bố thí thì nó chưa chính xác mà phải dùng từ thí xả, tức là mình buông bỏ, nghĩa là ai cần là mình bỏ, mình buông. Buông thì ai đó muốn lấy thì cứ lấy. Đó, thí dụ như ông chồng tôi là tôi buông, ai đó có lấy thì cứ lấy, không liên quan tới tôi. Bà vợ tôi buông, đứa con tôi buông, tài sản tôi buông, buông sạch đó. Và thậm chí là mình có khả năng mình buông luôn cả một phần cơ thể của mình, tức là một cánh tay hoặc là một con mắt, thì ai xin là tôi sẵn sàng tôi buông hết. Mà buông ở đây là buông tới cái mức độ này nè, giống như là một vị nữ thánh cư sĩ khi mà thấy chư tăng bị bệnh, nó hỏi là chư tăng cái bệnh này là sẽ chữa như thế nào, thì cái bệnh này là cần thịt đấy, mà nhưng mà ngày hôm đó không ai bán thịt, thì cái vị nữ thánh cư sĩ này mới róc thịt của mình ra để mà cúng. Cỡ mà quý vị có khả năng buông tới cái mức độ đó thì nó sẽ đạt đến cái cấp độ là ly tham. Và nếu như mà kiếp này không được, tức là mình chưa có hoàn thiện đủ ba la mật á, thì những kiếp sau ráng cố gắng thực hành tiếp. Mà nếu như mà quý vị làm được như vậy nha, làm được như vậy tức là toàn bộ tài sản của mình là mình xả ly được hết, toàn bộ quyến thuộc các cái mối quan hệ mình xả ly được hết, cho đến cả thân thể mình vẫn xả ly được hết, thì trong kinh Phật tự thuyết Đức Thế Tôn có nói đó, là cái người mà có khả năng bố thí hiểu được cái quả của việc bố thí như là Như Lai hiểu, thì vị ấy cái tâm tham sẽ không còn trong tồn tại trong tâm của vị ấy, bởi vì vị ấy sẵn sàng cho tất cả mọi thứ nếu có chúng sanh cần tới nó. Và lại một bài kinh khác Đức Thế Tôn nói có một pháp này các tỳ kheo, Như Lai sẽ bảo đảm cho các ông đạo quả Anaham. Đó là gì? Đó là vô tham. Đó, chính bởi vì như vậy đó, quý vị bố thí cho đến mức ly tham thì Thế Tôn là người đảm bảo cho quý vị chứng được đạo quả Anaham. Đó, thì hỏi thì trả lời thôi chứ không biết có làm được hay không. Thì xin mời sư Tuệ Tường. Riêng câu hỏi này, thưa Đức, thưa quý vị, câu hỏi này nếu như mỗi người mỗi cảm nhận thôi nha.
Riêng sư thì sư thấy câu hỏi này nó cũng khá đơn giản, mà Đức Thanh Tuệ cũng giải giải cho quý vị rất là rõ. Thì vì nếu mà sư nói thêm thì nó sẽ loãng, nó loãng thêm cũng không có gì, cho nên là cũng xin lướt qua câu hỏi này để Đức Thanh Tuệ trả lời rất là đầy đủ.